Audio Jungle. Xin chào bà con, thì lâu nay á mà con luôn luôn thắc mắc là cái vấn đề mà bút, tại sao á năm nay bà bút nhất á là ra hoa không có đúng vụ nè. Cái thứ hai á là trong vườn có ví dụ như bà con trồng khoảng cỡ 50 đến 100 cây á thì có khoảng cỡ 5 đến 10 cây á là ra hoa và nở hoa. Thì cái trường hợp này á thật chắc ra năm nay bà con ta rất nhiều người thắc mắc tại sao bút nó ra hoa không đồng đều như thế. Thì hôm nay á mình sẽ giải thích cơ bản theo cái quan điểm của mình cho bà con xem về cái quan điểm riêng của mình để con có những phương án mà khắc phục. Đặc biệt đối với cái trường hợp mà bà bút chúng ta nó ra nụ và nở hoa sớm như thế này á, có hai nguyên nhân chính. Nguyên nhân thứ nhất á là do thời tiết. Thì năm nay cái lượng mưa và cái lượng thời tiết nắng nóng của ta nó thay đổi cũng rất là nhiều, có nghĩa là mưa trong vòng gần 100 ngày đó rất là nhiều. Cái thứ hai là thời tiết cái nắng nóng oi, và vừa cái này đặc biệt cái thời tiết nắng mưa nó phụ thuộc vào đó. Cái thứ hai á là những cây bơ mà nó ra nụ ra hoa nở như thế này á, thứ nhất á là những cây bơ đó vừa rồi rất là sung, có nghĩa là ra hoa nhưng không đậu trái, hạt một cây đậu vài trái nó tiến hành ra hoa ra nụ. Và cái thứ hai nữa mà trong cái ra nụ này á là nó kèm theo cái là chế độ dinh dưỡng của bà con, phân bón và con bón như này nó không cân đối, hoặc là những cái cây bơ này á nó rơi vào tình trạng là nấm bệnh thì gốc. Như ở trên cái cây bơ mình quay và con xem đây, thật chất cây bơ này không có một cái bệnh gì hết. Thì nhiều người cũng nói á, đối với những cây bơ đó, tại sao cây bơ mà xì khăn mối mũ á thì nó lại ra hoa, mà những cây bơ là ra hoa mà lại đậu trái nhiều, nhưng còn những cái bơ sung á lá đồ đâm chồi nảy lọc rất là xanh mượt á, nhưng mà ra hoa lại không đậu trái. Thì câu hỏi này thật chất ra rất nhiều bà con chúng ta thắc mắc và lý do tại sao. Thì cái này cơ chế cây bơ bút nó rất là nghiệt. Đối với những cây suy á, khi mà ra hoa đậu trái xong á là suy là chết luôn, mà đậu rất là nhiều, không trái rất là nhỏ, nhưng mà sau khi đó là ra hoa một năm sau có thể chết luôn. Còn với những cái cây mà sung á thì cái lượng hoa ra rất là nhiều nhưng mà cái tỷ lệ đậu rất là thấp. Thì cơ chế đó là bà con chúng ta rất là thắc mắc, hầu như ở vụ nào á, là tất cả các năm về trước á, những năm về đây 2016 2017 á, con này thắc mắc. Còn với như clip này mình chia sẻ con á, cây bơ này cũng đâu có bệnh gì đâu, rất là xanh tươi tốt mà lại có hoa có nụ rất là nhiều á. Thì cái đó là mình giải thích bà con á, là theo quan điểm của mình chia sẻ thì nó liên quan đến những vấn đề đó, thời tiết và sinh lý của cây, dinh dưỡng, và những cây nó sung thì nó ra. Cái đó là cái điều mà bà con ta ở trong vườn sẽ xảy ra vài cây. Thì với năm nay á, đối với trường hợp mà những cây bơ chúng ta nó ra hoa như thế này á, thì sau khảo sát ở vùng Lâm Đồng á, như ở trên hình á, bà con thấy cái hiện tượng mà bơ bây giờ bắt đầu nó bị cháy bông á rất là nhiều. Thì cái đó trong thời gian này mưa rất là lác đác, thứ nhất là mưa không có đồng đều, nắng lên rồi mưa, nắng lên rồi mưa á, thì nó hay bị tình trạng là cháy hoa. Thì cái này liên quan đến vừa nấm nè, vừa mưa axit nè, rất nhiều vấn đề. Thì một số bà con ta không rõ, thì những bà con mà phun thuốc á thì kêu là ủa sao mà phun thuốc vô cháy hoa, hay là mình làm những loại thuốc gì đó nóng quá cháy hoa. Những cái trường hợp này mà là do thời tiết cho bà con, và do nấm bệnh sương mai tháng thư đó, thì nó rất nhiều yếu tố. Vì chỉ trong cái thời gian phân tầng ra hoa thế này á thì cái hoa cuống hoa của ta nó rất là yếu và nhạy cảm. Thì thế mình khuyên bà con á, chúng ta trong giai đoạn ra hoa á, thì đối với những cái cây bơ chúng ta có vài cây á thì mình cũng hướng dẫn clip rất là lâu rồi, thì một số bà con nông dân á không có điều kiện phun thuốc như thế nào á, hay là người ta không có có những loại thuốc mà thích nghi để phun cây bơ, thì bà con chúng ta tiến hành phủ bạt ni lông để chống tình trạng những cơn mưa đầu mùa này, thì nó hay có lượng mưa axit rất là cao. Vì cái thời gian mà nở hoa như thế này ở đối với khu vực Tây Nguyên này, cụ thể như là Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, thì hầu như nhà bà con chúng ta những người có những cái cây bơ ít trái như thế này á thì nó hay bị nở hoa giai đoạn này. Thì bà con chúng ta muốn giữ lại để bán được cái giai đoạn Tết thì giá rất là cao. Thì về cái vấn đề mà hoa ra trái vụ này á, thì cái điều quan trọng nhất á vẫn là cái côn trùng mà nó
thụ phấn cho cây bơ chúng ta nó hiệu quả và đạt cao hơn. Ví dụ như con ong thì nó rất là lợi cho bà con chúng ta. Thì đối với mình chia sẻ bà con á, thì trong cái thời gian mà ra hoa xả nhụy đậu trái á, thì nếu bà con chúng ta có điều kiện, chúng ta thuê những vườn ong tới vườn chúng ta nó nhiều hơn, thuê trong thời gian khoảng có một tháng á, đậu hoa xả nhụy xong chúng ta có thể trả lại cho người ta. Thì cái vấn đề này thật chất ra mình chỉ chia sẻ cho bà con về cái quan điểm tại sao bơ cái giai đoạn này ra hoa rất là nhiều, làm sao để cho đậu. Thì bà con chúng ta luôn bỡ ngỡ là có nên để hay không, thì mình cũng chia sẻ là bà con vẫn để bình thường không sao hết, vì nó ra hoa chúng ta bán Tết thôi, không ảnh hưởng gì hết. Nhưng mà bà con luôn lại hỏi ngược lại á, nếu những cái bơ này ra hoa xong thì tới năm, có nghĩa là nó có kịp cái thời gian tới nữa không, thì mình cũng trả lời luôn là không thể nào kịp được. Vì trong một năm thì cây bơ chúng ta nó chỉ trong một cái cành hay một cái thân nhánh riêng á, thì nó ra hoa chỉ một lần thôi. Nó đối với một cái cành ở trên cây bơ hoặc đối với một bộ phận nhánh nào đó. Còn cây bơ chúng ta vẫn ra hoa bình thường theo đúng chu kỳ của cây. Còn nếu cây bơ đó mà ra hết cả cây luôn á thì nó sẽ không ra nữa. Có nghĩa là tuần hoàn lại trong một thời gian sinh trưởng sinh thực, hay là mình gọi là thời gian ngủ nghỉ của cây á, thì cây bơ chúng ta nó sẽ ra hoa làm nụ lại một lần nữa. Thì chốt lại là một năm chỉ có một vụ hoa đối với một cây bơ bút, đó là chính á. Còn đối với phụ để tẻ thì nó sẽ ra không đều, ví dụ cành này ra hoa, cành kia ra hoa, thì cái đó là cái sinh lý cây. Thì cái trường hợp đó thì bà con luôn đã ý á, là kêu cây bơ chúng ta ra hoa 2-3 lần, có nghĩa là vừa bán Tết được khoảng có 5-10 kg xong lại ra hoa tiếp. Thì cái trường hợp đó vẫn có, bà con chúng ta vẫn có ở nhiều vườn, vì nó vừa đang ra hoa mà ở trên cây có những trái chuẩn bị cắt bán thì cũng có. Ở những cái thân cây, thứ nhất có thể là những cái cành nó bị si, hay là bị một đầu cành nó chích, hay là bị nấm bệnh á, thì vẫn có. Nói chung đối với cây bơ bút á, mình thật sự là chia sẻ bà con rất là nhiều, rất là nhiều trường hợp. Vì những cái vườn nào á nó rơi vào cái trường hợp ví dụ ra hoa á, thì mình sẽ chia sẻ theo cái trường hợp đó. Còn đối với mình á, thì mình sẽ quay cho con xem cây bơ ra hoa ở giai đoạn vào tháng 9 tháng 10 2018, thì mình sẽ chia sẻ cho con một số phương án mà để cho cái phòng trừ và chăm sóc cái giai đoạn này nó thích hợp. Thứ nhất là về cái việc chăm sóc giai đoạn này ra hoa trái vụ á, thì bà con vẫn tưới nước giữ ẩm cho mình đối với những cái vùng mà nắng khô hanh. Còn đối với những vùng mưa bình thường á, thì bà con có chế độ phun thuốc dưỡng hoa, chống rụng hoa cho nó đều. Thì về phần thuốc á, thì thị trường rất nhiều dòng thuốc, nên bà con mình khuyên bà con chọn những dòng thuốc nào chuyên về dưỡng hoa cho nó đúng, để tránh tình trạng một số bà con chúng ta phun những dòng thuốc mà nóng nó hại hoa, bị teo cuốn hoa. Thì cái đó là mình chia sẻ về quan điểm của mình. Thì clip này mình chỉ chia sẻ chính là vấn đề ra hoa để con xem khi mà ra hoa giai đoạn này nó sẽ gồm những cái bệnh nào để đối với cái bơ, hoa bơ, để chúng ta có những cái biện pháp phòng và khắc phục cho tối ưu. Mình cũng nhắc đó là trong giai đoạn ra hoa thì bà con không nên bón phân dưới gốc, đó là đối với cây bơ. Còn sau khi mà ra hoa đậu quả xong á, bà con nên bón những dòng phân gì á, thì mình sẽ chia sẻ tiếp ở cái mục mà khi hoa đã hình thành trái. Khi mà ở những clip trước á, lâu rồi, ở đầu vụ 2018 á, thì mình chia sẻ về cái vấn đề bón phân. Thì mỗi clip mình cũng nói một phần chính, vì nói hết một lần á thì có những cái mục ở trong clip á sẽ không có được kỹ. Thì khi clip mình quay cái phần nào mình sẽ chỉ trực tiếp vào phần đó. Còn clip chính này mình chỉ nói về vấn đề là ra hoa và những cái bệnh mà trên cây hoa bơ, thì bà con có thể xem trên hình ảnh trên clip. Thì bà con cứ đăng ký kênh đi, mình sẽ theo dõi và ghi nhận những ý kiến của bà con khi mà gọi đến, thì mình có thể tư vấn cho bà con ạ. Một lần nữa xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi clip này ạ.